Chúng tôi là Hải Bình và Kiều Trâm. Xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình tin tức buổi tối. Thưa quý vị, hôm nay là tối thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2019. Và để mở đầu là những dòng sự kiện chính trong ngày, mời quý vị cùng theo dõi. Ngoại trưởng Hoa Kỳ tới Sochi để gặp Tổng thống Nga. Tây Ban Nha rút tàu khu trục khỏi hạm đội của Mỹ ở vùng vịnh. Le Pen kêu gọi xây dựng khối cực hữu chống lại EU. Căng thẳng thương mại Hoa Kỳ và Trung Quốc khiến chứng khoán châu Á mất đà. Thống đốc tiểu bang Montana ra tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Và để mở đầu cho phần tin thế giới, xin mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên với Kiều Trâm. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ tới Sochi để gặp Tổng thống Nga. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã lên phi cơ tại Brussels vào thứ Ba, ngày 14 tháng 5 hướng tới Sochi, nơi ông chuẩn bị cho các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Lavrov. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Nga. Ông Pompeo đã hủy chuyến đi Moscow vào thứ Hai ngày 13 tháng 5 và dừng lại ở Brussels, nơi ông gặp các đồng minh Âu Châu và các quan chức NATO để bàn về các mối đe dọa leo thang từ Iran. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo được nhấn định có thể là một bước chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nga và Hoa Kỳ vào tháng 6 sắp tới, bên lề hội nghị G20 ở tại Nhật Bản. Trước chuyến thăm Nga, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết đích thân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã yêu cầu ông tới Nga, một quốc gia mà Donald Trump cho rằng có nhiều lợi ích đối với Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Tây Ban Nha rút tàu khu trục khỏi hạm đội của Mỹ ở vùng vịnh. Tây Ban Nha đã rút một tàu khu trục khỏi một nhóm hải quân do Hoa Kỳ lãnh đạo ở vùng vịnh, vì giờ đây họ đang tập trung vào các mối đe dọa từ Iran, thay vì một mục tiêu đã được thống nhất trước đó, chính phủ Tây Ban Nha cho biết vào thứ Ba 14 tháng 5. Trao đổi với các phóng viên tại Brussels, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Margarida Roberts cho biết việc rút quân khỏi dẫn đến việc thu về thủy thủ 215 Mendes Nunes khỏi nhóm do hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln dẫn đầu. Vì nhiệm vụ không còn là mục tiêu kỷ niệm 500 năm kể từ lần đầu tiên vòng quanh thế giới, như được dự tính bởi một thỏa thuận song phương Mỹ-Tây Ban Nha trước đó. Roberts cho biết Tây Ban Nha tôn trọng quyết định của Hoa Kỳ tập trung vào Iran và sẽ gia nhập nhóm ngay khi trở lại nhiệm vụ ban đầu. Xin nhắc lại, Tổng thống Trump hiện đang cố gắng cô lập Iran, đã áp dụng các biện pháp trừng phạt và gửi tàu sân chiến và phi cơ ném bom B-52 đến Trung Đông để cảnh báo Iran. Le Pen kêu gọi xây dựng khối cực hữu chống lại EU. Trong một sự thay đổi chiến lược, các nhà lãnh đạo đảng dân tộc Marine Le Pen và Matteo Salvini hiện đang hứa hẹn cho các cử tri một khối cực hữu để đại tu EU từ bên trong. Nhưng các chuyên gia nói rằng sẽ rất khó để những người theo chủ nghĩa dân tộc trên khắp Âu Châu tham gia hợp tác. Le Pen, lãnh đạo của tổ chức quốc gia cực hữu trước đây là Mặt trận Quốc gia, và Salvini, phó thủ tướng Ý cũng như lãnh đạo đảng Liên minh dân tộc đã cùng nhau thuyết phục những người theo chủ nghĩa dân túy cứng rắn trên khắp lục địa. Và khi làm như vậy, họ đang tìm cách vũ khí hóa lợi ích dự kiến cho các đảng quốc gia trong cuộc bầu cử châu Âu vào ngày 26 tháng 5. Theo các dữ liệu được phân tích bởi Hội đồng quan hệ đối ngoại Âu Châu, các đảng chống Âu Châu sẽ giành được 35% phiếu bầu. Hiện tại, cực hữu châu Âu được chia thành 3 nhóm. Ngoài hai đảng trên còn có khối châu Âu và tự do ENF. Thưa quý vị, người đam mê bắn súng Thụy Sĩ lo sợ EU sẽ thắt chặt luật. 10 năm trước, thợ làm tóc người Thụy Sĩ Christine sợ súng. Sau đó, con gái cô đã thuyết phục cô tham gia một câu lạc bộ bắn súng địa phương 400 tuổi. Bây giờ cô ấy đi bắn 2 lần một tuần. Christine và nhiều người trong số 500 người tham gia cuộc thi thiện xạ tại Vermont tháng này tin rằng di sản của họ đang bị đe dọa từ các quy tắc súng chặt chẽ hơn. Các cử tri Thụy Sĩ dự kiến sẽ hỗ trợ trong một cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật. Mặc dù Thụy Sĩ có một trong những tỷ lệ sở hữu súng cao nhất châu Âu, các cuộc thăm dò ý kiến năm 2017 cho thấy 2/3 cử tri muốn kiểm soát lại Liên minh châu Âu sau các cuộc tấn công của phiến quân ở Paris và các nơi khác. Các quy tắc mới của châu Âu khiến việc mua súng trường bán tự động trở nên khó khăn hơn và cũng được theo dõi chặt chẽ hơn trong cơ sở dữ liệu. Quốc hội và chính phủ không thuộc EU của Thụy Sĩ đã ủng hộ các quy định,
nhưng những người đam mê bắn súng sợ một ngày nào đó sẽ không còn có thể dùng súng của mình. Ba Lan dùng chất nổ phá hủy 3 tháp giải nhiệt bê tông. Một tháp giải nhiệt bê tông cao 90m tại nhà máy điện La Kisa ở Bendis, miền nam của Ba Lan đã bị phá hủy bằng chất nổ vào thứ Sáu ngày 10 tháng 5. 200kg chất nổ đã được sử dụng trong vụ phá hủy này, theo sau sự phá hủy của 3 tháp giải nhiệt khác tại nhà máy điện vào đầu năm nay. Được biết, lý do cho nổ các tòa tháp được xây dựng vào những năm 1960 và không đáp ứng yêu cầu khí thải hiện tại. Xin nhắc lại rằng, tháp giải nhiệt là một thiết bị được sử dụng để giảm nhiệt độ của dòng nước bằng cách trích nhiệt từ nước và thải ra không khí. Cơ chế hoạt động của tháp giải nhiệt là tận dụng sự bay hơi và nhờ đó nước được bay hơi vào không khí và thải ra khí quyển hoặc dựa vào sự trao đổi nhiệt với không khí để giảm nhiệt độ. Tháp giải nhiệt thường thải ra một lượng khí thải cao. Thưa quý vị, Thủ tướng Merkel hứa đưa Đức trở thành quốc gia carbon trung tính năm 2050. Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố vào thứ Ba rằng sẽ vạch ra một lộ trình làm cho nước Đức trung tính CO2 vào năm 2050, thúc giục nội các khí hậu mà bà chủ trì để tìm ra cách tốt nhất để đạt được mục tiêu đó. Bà nhấn mạnh, một khi nội các khí hậu đạt được thỏa thuận, Đức sẽ tham gia sáng kiến của 9 quốc gia thành viên EU, trong đó có Pháp, kêu gọi mục tiêu trung lập khí CO2 vào năm 2050. Angela Merkel thừa nhận rằng phong trào tương lai của Greta Thunberg đang tạo ra áp lực chính trị cho các chính trị gia trên toàn cầu. Bà đề xuất rằng giới chức Đức cần có một cuộc thảo luận trong nội các khí hậu về cách họ làm sao có thể đạt được mục tiêu thay vì việc đặt câu hỏi liệu Đức có thể đạt được mục tiêu đó hay không. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết Trung Quốc nói sẽ cùng Hoa Kỳ tiếp tục đàm phán thương mại. Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đồng ý tiếp tục đàm phán về tranh chấp thương mại của họ. Đại diện chính phủ Trung Quốc đã cho biết vào thứ Ba ngày 14 tháng 5, dẫn lời Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng các cuộc thảo luận gần đây tại Bắc Kinh sẽ thành công. Những bình luận lạc quan hơn được đưa ra sau khi mà cả hai bên đẩy mạnh cuộc chiến thương mại của họ với việc Trung Quốc công bố chi tiết về thuế quan mới đối với hàng nhập cảng của Hoa Kỳ vào thứ Hai, ngày 13 tháng 5, sau động thái tăng thuế của Hoa Kỳ vào tuần trước nhắm vào hàng nhập cảng của Trung Quốc. Xin nhắc lại rằng triển vọng của nền kinh tế toàn cầu đã bị Hoa Kỳ và Trung Quốc làm chật bánh, rơi một cuộc tranh chấp gay gắt kéo dài gần một năm nay và đã làm náo loạn các nhà đầu tư và dẫn đến một đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán trong tuần qua. Vừa rồi là phần tin thế giới cũng như là Á Châu sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.